Thưa quý vị, thời đại hoàng kim trong quan hệ giữa Anh với Trung Quốc đã kết thúc. Đó là tuyên bố vừa được Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra. Tân Thủ tướng Anh cũng đồng thời cho rằng thách thức có hệ thống từ Bắc Kinh đối với các lợi ích và giá trị Anh đang ngày càng trở nên gay gắt. Trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao quan trọng đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, ông Rishi Sunak nhấn mạnh cần phải thay đổi cách tiếp cận đối với Trung Quốc và Bắc Kinh đang thúc đẩy cạnh tranh nhằm tranh giành ảnh hưởng toàn cầu bằng cách sử dụng tất cả các đòn bẩy của quyền lực nhà nước. Chúng ta phải thấy rõ cái gọi là thời đại hoàng kim đã kết thúc, hay nói rõ rằng cái gọi là kỷ nguyên vàng đã qua. Chúng tôi nhận ra rằng Trung Quốc đặt ra một thách thức mang tính hệ thống đối với các giá trị và lợi ích của chúng tôi. Thủ tướng Sunak khẳng định, dưới sự lãnh đạo của mình, Anh sẽ không chọn hiện trạng và sẽ đối đầu những đối thủ trên trường quốc tế. Chính quyền London sẽ ưu tiên làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại và an ninh với các đồng minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Sunak cũng thừa nhận không thể phớt lờ tầm quan trọng của Trung Quốc trong những vấn đề của thế giới, từ ổn định kinh tế hoặc biến đổi khí hậu. Trước đó, cuộc gặp giữa ông Sunak và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại G20 ở Bali, Indonesia đã không diễn ra như dự kiến. Đồng thời, từ tuần trước, London cấm lắp đặt các camera an ninh do Trung Quốc sản xuất tại các tòa nhà cần độ bảo mật cao của chính phủ. Mùa đông với thời tiết lạnh giá vốn đã là thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Tuy nhiên, năm nay là mùa đông đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong bối cảnh hoạt động của mạng lưới điện quốc gia Ukraine thường xuyên bị gián đoạn, người dân nước này đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nhân đạo. Một số cư dân ở vùng Donbass do Ukraine kiểm soát đang chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa đông khắc nghiệt và quyết tâm ở lại khu vực bị chiến tranh tàn phá, bất chấp nguồn cung năng lượng không ổn định. Mái nhà bị dột, chúng tôi không có đủ gỗ. Đây là cách chúng tôi tồn tại. Ở Kramatorsk, bà nội trợ Anastasia Burak đã trang bị cho căn bếp của mình một chiếc bếp điện và những viên thuốc nhỏ để thắp sáng khi không có điện cũng như ga. Chị cho biết, khu nhà ở của chị thường xuyên bị cắt hệ thống sưởi trung tâm, hệ thống cung cấp khí đốt và lưới điện. Chúng tôi thường xuyên mất điện và hệ thống sưởi của chúng tôi hầu như không thể làm ấm căn nhà. Chúng chỉ ấm hơn một chút trước khi mặt trời lặn. Người dân Ukraine ở hầu khắp đất nước đang phải vật lộn với tình trạng mất điện do các cuộc không kích của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong hơn một tháng rưỡi qua. Đảm bảo nguồn cung năng lượng được xem là thách thức lớn nhất của chính phủ Ukraine hiện nay. Theo Công ty Năng lượng Nhà nước Ukraine, hiện nay công ty có đủ điện để đáp ứng 80% nhu cầu tiêu thụ của cả nước vì các nhà máy điện hạt nhân đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, công ty này kêu gọi người dân Ukraine tiếp tục sử dụng điện một cách tiết kiệm để tránh làm quá tải lưới điện quốc gia, vốn đã bị suy yếu do các cuộc không kích. Thưa quý vị, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã không đạt được đồng thuận về áp giá trần giá dầu thô của Nga được vận chuyển bằng đường biển. Theo nguồn tin ngoại giao, các văn bản pháp lý hiện đã được thống nhất, song Ba Lan không đồng ý với mức giá trần. Dự kiến việc áp giá trần này sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 tới, nhưng hiện EU vẫn chưa ấn định thời điểm mới để tiến hành đàm phán. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được trước ngày 5 tháng 12, EU sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn vốn đã được thống nhất từ hồi tháng 5. Theo đó, cấm nhập khẩu dầu thô của Nga từ ngày 5 tháng 12 và các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Hungary và hai quốc gia Trung Âu không giáp biển khác được miễn trừ và được tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga qua hệ thống đường ống. Thưa quý vị, hạn hán nghiêm trọng ở bang California, bang nông nghiệp hàng đầu của Mỹ đã dẫn đến thiệt hại về doanh thu trồng trọt ít nhất 3 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm qua. Đây là kết quả của một nghiên cứu phục vụ cho Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm bang California. Nghiên cứu tiết lộ rằng việc cung cấp nước mặt ở thung lũng trung tâm nói chung đã giảm tới 43% vào năm 2021 và 2022, buộc nông dân ở bang California phải bỏ trống hơn 1,3 triệu mẫu anh, diện tích đất không hoạt động nhiều nhất trong thời gian gần đây. Thung lũng trung tâm, nơi sản xuất gần 1/4 tổng số lương thực trồng trọt của Mỹ, bao gồm 40% trái cây và các loài hạt, được cho là đã gánh chịu thiệt hại cho đến nay, với cây nho và rau là nguồn thất thoát doanh thu chính. Theo báo cáo, khoảng 70% diện tích đất được tưới tiêu ở lưu vực sông Colorado được sử dụng để trồng thức ăn cho gia súc và hạn hán chắc chắn sẽ khiến cho giá các loại cây trồng này tăng vọt.
Tình hình có thể tồi tệ hơn vì các khu vực canh tác phía Nam, bang California, phụ thuộc vào nguồn nước từ sông Colorado, đang bị thu hẹp và có thể sẽ bị bỏ hoang nhiều hơn vào năm 2023. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 50.000 người di cư trên thế giới trong năm nay đã tử vong trên hành trình tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Đây là một cuộc mốc bi thảm mà trách nhiệm thuộc về các quốc gia mà người di cư đi ra đi và quá cảnh và quốc gia đích đến. Dù là vấn đề dai dẳng gây nhức nhối tại EU, nhưng trong năm 2022, bài toán di cư đã bị lu mờ bởi hàng loạt thách thức lớn khác như lạm phát tăng vọt, khủng hoảng năng lượng. Vấn đề di cư chỉ nhận được sự chú ý trở lại khi trở thành nguyên nhân châm ngòi cho những tranh cãi gây gắt mới đây giữa các nước thành viên của Liên minh châu Âu EU. Bộ trưởng Nội vụ các nước thuộc Liên minh châu Âu EU ngày 25 tháng 11 đã có cuộc họp khẩn để thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư sau khi sự bất đồng nảy sinh giữa Pháp và Italia liên quan đến việc tiếp nhận khoảng 230 người di cư được tàu Ocean Viking của tổ chức từ thiện SOS Địa Trung Hải giải cứu. Theo đó, để giảm số người nhập cư trái phép vào các nước châu Âu đang có xu hướng gia tăng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu EU cho rằng châu Âu cần sớm áp dụng kế hoạch hành động của Liên minh châu Âu với khu vực Địa Trung Hải theo đề xuất của Ủy ban châu Âu. Kế hoạch này gồm nhóm 20 giải pháp chia thành 3 trụ cột với mục tiêu trọng tâm là tăng cường hợp tác với các nước thứ ba như Tunisia, Ai Cập, Libya trong kiểm soát biên giới, ngăn dòng người nhập cư trái phép, đồng thời đẩy mạnh các con đường nhập cư hợp pháp hơn tới các nước châu Âu. Chúng ta đã bàn quá lâu về một giải pháp của châu Âu cho cuộc khủng hoảng di cư. Đã đến lúc đưa ra các giải pháp, hành động và kết quả. Đề xuất từ Ủy ban châu Âu ngày hôm nay rõ ràng đang đi đúng hướng. Chúng ta cần tìm giải pháp cho tuyến đường trung tâm Địa Trung Hải. Chúng tôi cũng hy vọng vào kết quả tốt đẹp và chúng tôi cũng hy vọng vào con đường chung phía trước vì tình hình di cư ngày nay là chủ đề của mọi quốc gia trong toàn EU. Vấn đề di cư nóng trở lại khi Pháp và Italia tranh cãi về việc Pháp chấp nhận tàu Ocean Viking chở người di cư mà Italia từ chối. Lâu nay, Italia, một trong những điểm đến đầu tiên tại châu Âu trong hành trình của dòng người di cư trái phép từ châu Phi, Trung Đông, luôn phải chịu áp lực nặng nề. Chính phủ Italia buộc phải thi hành chính sách di cư mạnh tay hơn, như không cho phép tàu cứu hộ của các tổ chức phi chính phủ vào lãnh hải, chỉ hỗ trợ tiếp nhận người di cư vì mục đích nhân đạo như trẻ em, phụ nữ mang thai. Mới đây, tàu Ocean Viking chở theo khoảng 230 người di cư được giải cứu đã phải cập cảng Toulon của Pháp sau khi bị Italia từ chối tiếp nhận. Pháp phản đối gay gắt quyết định này của Italia và cho rằng chính sách của Roma dường như đi ngược lại những lời kêu gọi đoàn kết trong vấn đề di cư. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế, các tuyến di cư vào châu Âu là chết chóc nhất, chiếm hơn một nửa trong số 50.000 người di cư thiệt mạng trên thế giới kể từ năm 2014. Tiếp theo là tuyến di cư bất hợp pháp sang Tây Âu thông qua Tây Ban Căng. Ngoài ra, hơn 40.000 người di cư đã vượt eo biển Măng Sơ vào Anh trong năm nay. Anh đang tìm cách đạt được thỏa thuận mới với Pháp trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư trái phép. Tổ chức Di cư Quốc tế đã kêu gọi sự đoàn kết quốc tế để ưu tiên các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, cải thiện và mở rộng các con đường di cư thường xuyên và an toàn và đảm bảo rằng luật pháp ưu tiên bảo vệ và an toàn cho những người mắc kẹt trên hành trình di cư. Quan điểm của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo là người di cư ra đi dù bất kể lý do gì thì không ai đáng phải chết trong hành trình đó.